Niềm tự hào phía Bắc đang di chuyển. Những con chim ăn xác thối bay lượn trên một cái xác của hươu cao cổ khô héo, nhưng có mùi thịt tươi trong gió. Sự lựa chọn đã trở nên mỏng manh đối với niềm kiêu hãnh của sư tử kẻ đánh nhau với một con lợn. Con sư tử cái đang khập khiễng bước đi sau cuộc chạm trán. Và thậm chí cả con đực to lớn của niềm kiêu hãnh cũng không để ý tự hỏi khi nào bữa ăn tiếp theo của nó sẽ đến. Nó không thể chữa khỏi trong vài ngày. Và đàn con của chúng đang đói khát sự sống còn. Thật khó khăn trên khắp lục địa đen này. Và cho những con sư tử của khu bảo tồn khắp sâu vào lòng đế, chỉ những kẻ có tốc độ và xảo quyệt mới ăn. Dù sao cũng vì niềm tự hào này đã lâu lắm rồi giữa các bữa ăn. Sư tử đực đang di chuyển và tôi biết và có thể nó đang tìm gì đó. Nó đang tìm đàn con của nó. À hơ. Gabu đã đợi quá lâu để được con sư tử cái cho ăn qua đêm. Khả năng nhạy bén của sư tử đã đưa nó vào là kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Phần còn lại của đàn vẫn còn lém lỉnh. Một con ngựa đã bị mất đuôi vì sự kiêu hãnh của nó. Nhưng đối với những con ngựa vằn này, sự sống của chúng tất cả đã kết thúc trong vài giây. Con sư tử đực to lớn quan sát con mồi của nó từ xa, kiệt sức vì cuộc rượt đuổi không có hiệu quả này. Nó sẽ ăn tiệc sau. Bị bỏ lại sau cuộc săn, sư tử đực cần được nghỉ ngơi. Con mồi của nó đã được an toàn. Một vài ngày tới, sự mạo hiểm sẽ xuất hiện với sự trở lại bất ngờ của con sư tử. Những người theo dõi Sulu theo dõi điểm kiêu hãnh của Nabumber. Trên khắp Natsitsikimasi, vùng savanna rộng lớn này được ưa chuộng bởi những con sư tử trong không khí khô hành của mùa đông. Nhưng đó là khu vực cũng được chia sẻ bởi hươu cao cổ của Pinder, quần thể tê giác trắng. Qua nhiều thời gian, hầu hết động vật hoang dã ở miền Nam châu Phi đã bị tàn sát bởi hoạt động săn bắn và chúng đã mất đi môi trường sống. Việc chăn thả quá mức và đệm bời trong nước. Rừng lá rộng rộng mở, các bụi cây và môi trường sống đất ngập nước đã có rồi biến mất mang theo nhiều động vật hoang dã. Vài năm trước, dự án Tinder ra đời vào ngày 17. Tất cả đất nông nghiệp được mua lại ở KwaZulu, Natal dọc theo bờ biển phía đông của Nam Phi. Nhưng sau đó là chương trình bổ sung trò chơi lớn nhất từng thấy ở tiểu lục địa.
vùng đất đã hết màu xám ở một mức độ nhất định và không ở trong tình trạng tốt lắm. Họ tập hợp tất cả các trang trại này lại với hàng rào chu sáu xung quanh nó và sau đó đưa vào rất nhiều động vật. Voi, báo ra nơ. Chúng tôi bắt đầu với những loại động vật đó. Vào khu bảo tồn đã cố gắng giúp họ làm quen với khu vực báo gibbon xuất hiện bởi vì chúng là loài săn mồi ưu việt nhất. Như vậy và sẽ thống trị cheetah si, chúng tôi muốn họ giải quyết trước. Những con báo bước vào. Andrew Luisi là người quản lý môi trường sống tại Pindo. Một trong số đã cam kết phục hồi hệ sinh thái miền Nam châu Phi. Pindo là từ tiếng Sulu có nghĩa là quay trở lại. Và mục tiêu của công ty anh ấy, bảo tồn châu Phi sẽ trả lại đất cho động vật hoang dã, truyền thống động vật hoang dã, đồng thời khôi phục môi trường sống mang về trạng thái ban đầu. Pindo thận trọng mở cửa lên cấp cao nhất, thành lập công ty tân du lịch và ước mơ mở rộng biên giới xanh. Và niềm kiêu hãnh sư tử của khu bảo tồn đã giành được quyền giữ vững nơi này. Những con sư tử ở nơi này thực sự đang tạo ra doanh thu cho nơi này thông qua du lịch sinh thái và rằng chúng mang lại lợi ích cho động vật hoang dã. Có rất ít hoạt động sư tử, voi và tê giác bất cứ điều gì lớn lao. Nhưng đó là những cái chính mà mọi người đến xem và chúng tôi đã may mắn có thể được đến nơi này và tôi nghĩ ra những nơi mà chúng tôi đến. Chúng đã và đang mang lại cho chúng tôi giá trị đáng kinh ngạc và bằng cách mong đợi ở đây. Chúng tôi đang có hoạt động kinh doanh và điều đó mang lại lợi ích cho toàn bộ động vật hoang dã. Sư tử đực đã quay trở lại với công việc săn mồi của mình. Nó miết cái xác được kéo dài, nhưng vẫn chưa có thức ăn. Lions will gloat over their prey, delaying the first bite until the meat ripens. A jabu. Viễn cảnh về bữa ăn được bày sẵn, nhiều như bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó, niềm tự hào của báo Gibb đang cung cấp. Những chú sư tử con đã 10 tháng tuổi này đã cai sữa. Đàn con đang học cách chuyển hướng, nhưng chúng sẽ không săn mồi trong 6 tháng nữa. Khi chúng được khoảng 2 tuổi, chúng sẽ tự bảo vệ mình. Chúng thành lập các nhóm săn bắn với những con ngựa bị cô lập khác. Lũ sư tử còn không biết phải làm gì với con mồi quá gần. Nhưng sư tử cái không còn quá xa so với thời gian đi săn của chúng. Con sư tử cái 4 tuổi của Nabamba cũng sống đầy nhiệt huyết. Nó là mẹ của các con vào thứ 7 tuần trong nhóm. Cặp song sinh trên bụng của sư tử. Những chú sư tử nhỏ đã được ẩn giấu khi mới sinh ra và bây giờ chúng ở gần vòng bảo vệ của sư tử mẹ.
Gabu có ít thời gian dành cho đàn con nhỏ của mình khi lớn hơn. Sư tử con sẽ đi săn cùng cha mình nhưng tạm thời. Con đực to không liên quan đến con đó. Cậu con trai chán nản, chú sư tử con tìm thấy niềm an ủi giữa các chị em của mình. Một con hươu cao cổ non nằm bất động trên bãi cỏ. Nó không thể đứng dậy trong một khoảng thời gian dài. Lack of mobility means blood to the brain slows, leaving the animal disabled. Nỗ lực cứu con hươu cao cổ thất bại và thay vì bỏ rơi con cao cổ, dễ dàng bị tổn thương trước những kẻ săn bắn. Sự quan tâm ở thủ tướng Da Bambo là điển hình của hầu hết những con mèo lớn. Họ có thể phục vụ năng lượng 20 giờ một ngày, thức giáo dục chỉ để cọ sát và săn bắn. Con sư tử cái có chút dấu hiệu ở chân bị thương. Gân và cơ của nó chậm lại khi truy đuổi con mồi. Một lần nữa bao ghép và niềm tự hào của nó sẽ phải nhịn đói. Nhưng con sư tử cái lớn cảm nhận đã nhận được một âm thanh khác ở gần một con hươu cao của con vì kẻ săn mồi giết chết sẽ cung cấp thịt cho con của nó. Để lại niềm yên ủi sư tử mẹ theo mùi hương. Left alone, the older cubs know the drill. They will wait for Nabumbo's call to take them to the kill. Chuyển sang cảnh bóng tối. Những cái mũi không ngừng nghỉ. Nhưng ngay cả những chú sư tử con 10 tháng tuổi đang phải chịu sự thương xót của báo hoa mai và những kẻ săn mồi khác. Đã Bam Bâu đã đạt được mục tiêu, nhưng con sư tử cái ở đó trước. Mặc dù con cái đi săn cùng nhau, sự cạnh tranh giành con mồi rất khốc liệt. Sư tử cái lớn bắt đầu chuyến hành trình trở về cùng đàn con, nhưng những con sư tử con đã nghe thấy tiếng gọi của sư tử mẹ khi chúng gặp nhau giữa đường.
Chúng nằm trên bãi cỏ dài. Đàn con không quen với hành xáo của sư tử mẹ. Một con cái thường sẽ đứng đầu với bất kỳ vụ săn mồi nào, nó thịt nạn nhân và dẫn đường cho các con của chúng ăn uống. Nhưng có mùi con người xung quanh con hươu cao cổ, và con sư tử cái lớn rất thận trọng, nó ẩn mình theo dõi đàn con của mình, cảnh báo mọi mối đe dọa tiềm tàng. Lũ con tò mò bối rối trước mùi mới này. Sư tử cái tiến vào để kiểm tra lần cuối, nhưng nó đã quyết định rằng cái xác đã bị nhiễm độc. Có dấu vết nước dỉ ra ngoài, một nơi có nhiều nguy hiểm. Bản năng của nó nói với nó rằng đây không phải là thức ăn phù hợp với đàn con của nó. The scent of another night stalk already in the wind. Ba 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 ba. Sau hai ngày, Gabu đã quay lại với một con sư tử trẻ tuổi khác. Cả hai đã thưởng thức bữa ăn từ trên trời rơi xuống này. Sư tử được kiêu hãnh và quyết đoán và sẵn sàng để sư tử con truy tìm con mồi. Nhưng giả thuyết cho rằng con được đi săn là sai lầm khi đói. Con được sẽ tự săn lùng khi không có bữa trưa miễn phí nào được cung cấp bởi các sinh linh cầu hoặc động vật ăn thịt khác. Những sinh vật nhỏ hơn phân tán trong vùng lân cận của hai con sư tử sẽ không có cuộc săn bắn nào trong một thời gian. Với bữa ăn là ngựa bằn cả hai, con đực sẽ ngủ vào ngày hôm sau, không để ý đến xung quanh. Sư tử săn mồi theo nhóm hoặc đồng lứa có tỷ lệ thành công khoảng 30% vào ban ngày. Những nghiên cứu cho thấy thợ săn đơn lẻ thành công hơn vào ban đêm. Sư tử là loài động vật săn mồi, nhóm duy nhất tham gia vào các cuộc săn chung. Phục kích là một phần quan trọng của chiến lược sư tử thường. Một con cái kiêu hãnh sẽ vây bắt con mồi từ phía trước, lái nó tới vị trí thứ hai. Sư tử được như trong hầu hết các trường hợp kiêu hãnh sẽ chỉ tham gia nếu nó phải làm vậy. Con người rất hiếm ở khu bảo tồn động vật hoang dã ở miền Nam Châu Phi. Nhưng thật ra, sư tử hiếm khi tấn công con người nếu chúng không bị khiêu khích. Được thực hiện để hạn chế số lượng người đang xem trò chơi. Sự nhấn mạnh được đặt vào việc gây ra động vật, càng ít căng thẳng càng tốt.
con người không phải là một phần nguồn thức ăn tự nhiên. Họ thường không tham gia nghệ thuật và săn lùng người. Tôi nghĩ những con sư tử của bạn là những kẻ cơ hội. Tôi không nghĩ việc đi săn lùng bạn là không cần thiết. Nhưng nếu bạn can thiệp vào chúng, chắc chắn sẽ giết bạn. Rất có thể chúng sẽ ăn thịt bạn cùng lúc. Với tất cả các loài động vật là cách bạn đối xử với bạn chúng. Cần phải lấy lại chắc chắn khi hướng dẫn viên của chúng tôi trải qua một khóa đào tạo và tất cả chúng đều được mua theo một tiêu chuẩn. Đó là một hoạt động nhất định. Đạo đức liên quan đến việc xem động vật và chúng tôi chắc chắn cố gắng nhạy cảm với động vật nhất có thể. Được nâng niu trong vòng tay của dãy núi Imbo và Ấn Độ Dương. Tinder là một trong những khu vực đa dạng nhất ở châu Phi. Ở đây tôi đã tìm thấy 7 hệ sinh thái khác nhau từ Enner và Bucifen đến rừng cát quý hiếm và bụi gai rậm rạp đều được khôi phục từ vành đai khô cằn đã quét xuống bờ biển phía đông. Nơi từng có trang trại trồng dứa và gia súc. Sư tử bây giờ lại lang thang trong môi trường sống của chúng, bên cạnh một số nước láng giềng truyền thống. Tinder thấy trách nhiệm của mình đối với khu vực, mở rộng ra ngoài việc phục hồi môi trường sống và động vật hoang dã. Nó cung cấp trường học và phòng khám cho cộng đồng Zulu địa phương, cũng như việc làm trong con mắt của Andrew Lucy, những yếu tố cần thiết để hoạt động thành công. Điều thực sự quan trọng là có sự tham gia của cộng đồng xung quanh khu bảo tồn của bạn. Bởi vì họ cũng phải được hưởng lợi. Nó không chỉ là một phần trong việc chiếm đất. Kêu gọi một số nhà đầu tư vào nó. Nếu bạn không cho phép mọi ai người ở ngoại 6 khu bảo tồn đó được hưởng lợi từ bạn nó, bạn sẽ gặp vấn đề lớn với nạn săn trộm. Và họ sẽ phá hủy hàng rào của bạn. Và bạn sẽ đối diện với một trận chiến. Vào năm 1992, Indian là một trong những loài động vật đầu tiên trong 5 loài động vật lớn chuyển về khu bảo tồn. Niềm tự hào ban đầu đến từ tỉnh phía Bắc Nam Phi, một vùng bụi rậm rộng lớn. Hai bên là dãy núi Đờ Gia Cân bức lởm chởm gần biên giới Mozambique. Peter Zalesi đã giúp làm tròn niềm tự hào đầu tiên, giải quyết việc bắt giữ sư tử và việc di chuyển về phía nam ngày hôm nay. Bác sĩ thú y trưởng của ông ấy tại trung tâm nghiên cứu và nhân giống các loài có nguy cơ tuyệt chủng, giám sát chương trình nhân giống chi tạo của nó. Nhưng đó là việc khám phá ra thứ được cho là đã tuyệt chủng từ lâu, chủng sư tử. Điều đó đã đưa trung tâm Peter lên bản đồ. Chúng tôi đã trong việc giải cứu những con thú xiếc đã trèo lên qua châu Phi và chúng tôi đã bị bỏ rơi ở Maputo. Chúng tôi vừa được thành lập bởi một nhóm bảo vệ động vật được gọi là những người bảo vệ động vật có trụ sở tại London. Có thể tôi chỉ tạm giữ những con vật này trước tiên đề cập đến họ và sau đó tôi quay lại và nói cả 6 dòng. Vì vậy chúng tôi đã nói ứ chỉ cho đến khi họ tài trợ thời gian cố định về cơ giúp họ thoát khỏi tình trạng khó khăn và những điều kiện gây sốc rằng họ đã ở Maputo và Mozambique. Khi các dòng đến trung tâm nhân giống,
kích thước của chúng nhạt, màu sắc và cái bụng đen dày của con đực, bơm xếp chúng vào loại áo choàng hoặc dòng ban giờ, chưa từng thấy trên thế giới. Kể từ đầu những năm 1920, một số vẫn còn tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt, và một nam và một nữ được đưa đến Nam Phi từ vườn thú Ý cho mục đích nhân giống. Nhưng cố gắng giao phối với ECAP, gã đàn ông to lớn đến từ rạp siếc Mimsy Bambik xấu số với phụ nữ Ý đang tỏ ra khó khăn. Akip được bảo vệ quá mức, thậm chí còn ngăn sư tử cái ăn khi xe chở thịt đến. Cuối cùng thì Sisi cũng có bước đột phá. Chúng ta sẽ gặp đánh dấu là bạn phải đến trung tâm kim loại đó sau. Ở khu vực tiếp khác, một con sư tử được sắp bị gây mê. Sự chú ý của nó dành cho con sư tử gái đã cản trở nỗ lực giao phối và Pitazagasi mong muốn di chuyển con đực to lớn. Anh ta bắn phi tiêu vào bông Batu Dâu. Atu Dâu đã được khử trùng, nhưng trong khi những ngày sinh sản của nó đã kết thúc, nó sẽ sống những ngày ở trung tâm. Người bạn đồng hành nữ của nó, một con sư tử cái khác từ Mozambique. Bây giờ là 10 giờ 20 phút thuốc mê có hiệu lực. Bạn cần tất cả sự giúp đỡ của những người khác ở phía dưới thôi. Giống như một đứa trẻ. Vâng, chỉ tôi đi thôi, tôi có thể đi được không? Thuốc gây mê mang lại cho Vita Zangasi và đội của anh ấy một cơ hội để kiểm tra sư tử 12 tuổi. Trước đây sư tử được đã ở trong cái lồng này vài tuần, được đưa về chuồng để quan sát. Thật thú vị khi được là một phần của dự án này. Bởi vì họ cảm thấy có lẽ không có nhiều cơ hội. Nếu có thì đó thực sự rất quý giá. Những động vật khác từ nơi di chuyển khác được đưa vào. Vì thế, đó là một dự án lớn của trường Đại học Phúc Axifat để nghiên cứu. Vậy là bây giờ nó mới bắt đầu được triển khai. Được rồi. Chỉ cần đặt dưới da trên cổ. Nếu bạn có thể tìm thấy phần da bên dưới lớp lồng này. Nhưng là người Ý và là người châu Âu, tôi không có khả năng chống lại sự hấp dẫn này, và điều đó đến cùng với thời gian. Quay lại ngay bây giờ để cho những con này sinh sản. Tôi sẽ dành một ngày cho mình và xem nó diễn ra thế nào. Nhưng đối tượng chính ban đầu chỉ là để giúp những con vật này khỏe mạnh trở lại và tạo ra thứ gì đó lớn hơn nhiều. Trong khi các trung tâm nhân giống vẫn tạo ra nhiều con hơn, chuyện đó không xảy ra cách đó vài km ở Kruger, công viên quốc gia nơi bệnh lao đã tàn phá một nửa. Đàn trâu bị nhiễm bệnh do cho sự bùng phát dịch bệnh chủ yếu ở phía nam của công viên. Mọi nỗ lực được thực hiện để khoanh vùng lại khu vực bị bệnh. Và những đường dây đang săn trâu bị nhiễm bệnh gây ra một căn bệnh lạ, không phải bệnh bản địa.
và thêm một chút sức đề kháng với nó là một vấn đề lớn. Đó là một quyết định rất khó khăn về việc phải làm gì. Nó là một chủ đề rất thời sự và nóng bỏng vào lúc này. Trở lại Pinder, cuộc rình dập ban đêm đã bắt đầu. Bumble giữ đàn con của mình gần chúng đói. Nhưng tối nay chỉ có linh dương mới có thể làm miếng ăn cho sư tử cái. Thực phẩm khan hiếm vào thời điểm này trong năm, vậy nên lãnh thổ của sư tử mẹ bao phủ một khu vực rộng lớn. Nơi này chỉ có thể đủ khả năng để trở thành lãnh thổ nơi có nguồn cung cấp thức ăn cho các cuộc săn mồi. Gabu muốn gặp. Nó đã có một tình yêu của mình được gần một năm rồi. Rằng đỡ Bumble thích có một nhóm sư tử được lớn hơn ở xung quanh đó. Mặc dù cuối cùng Gabu sẽ phải hợp lực với những con sư tử cái khác để có cơ hội giữ được niềm tự hào này. Con đực lớn chỉ mới 7 tuổi. Hiện tại cân nặng chỉ dưới 200 kg. Nó an toàn mặc dù tối nay kẻ ăn bám đang săn lùng thức ăn mà nó kiếm được. Đàn con đi theo khi sư tử cái thức dậy nếu có cách chữa trị. Nó sẽ cho ăn trước thường xuyên. Đàn con yếu đuối thua mẹ đói. Tỷ lệ tử vong ở trẻ vị thành niên cao là kết quả của thời gian gầy. À. Gabu đã chịu đựng đủ rồi, nó đã đi bộ hàng giờ rồi. Giấc ngủ quan trọng hơn. Nó đã ăn 2 ngày trước và sẽ đủ cho một đêm nữa. Nó lại săn được mồi lớn. Và điều này sẽ cung cấp thịt cho tất cả đàn sư tử. Sư tử cái sẽ ăn trước. Đàn con biết quy trình, rồi chúng cũng sẽ đến lượt mình. Nhưng Munkosi đang đói nên nó bỏ tới. Mẹ nó là con lớn nhất trong đàn con. Trong khoảng thời gian ngắn, một con sư tử cái có thể ăn hơn 20 kg trong một lần ăn.
Đây có thể là một sự chờ đợi lâu đối với đàn con nhỏ. Và cô xí tiếp cận con mồi một cách thận trọng. Đôi khi sư tử cái của chúng ta sẽ tấn công sư tử con. Nhưng hôm nay là Bumble hài lòng với nỗ lực của mình. Dù sao thì Bumble cũng đã có được cảm giác no nê của nó vào lúc này. Sư tử không bao giờ ăn bụng của con mồi. Linh cầu và những kẻ săn mồi khác bị đánh mất mùi hương. Bằng chứng đã bị chôn vùi. Xác chết không còn nữa. Đầu tiên là tiếng kêu nghẹn ngào của Angala khi đề Bumble đánh gãy lưng nó. Không có đấu tranh. Sư tử cái lớn là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Phần còn lại sư tử con sẽ thử xác chết sau khi ăn không hết. Chúng sẽ kéo vào bụi rậm để tránh những con mắt tò mò. Những kẻ cơ hội và những con chim ăn thịt đã đi vòng quanh hiện trường giết chóc. Việc giết chóc đã tạo ra sự lo lắng ngay cả hà mã. Tính khí thất thường của nó, huyền thoại đang bối rối lo lắng để bảo vệ hố nước của mình. Linh dương đầu bò là con mồi ưa thích của sư tử một cách tự nhiên. Họ cảm thấy dễ bị tổn thương nhưng vì niềm tự hào. Không có sự kích động. Đó đây họ sẽ ngủ vào ngày hôm sau. Cặp song sinh 7 tuần lần đầu tiên được nếm máu. Rằng sẽ còn nhiều tháng nữa, chúng tham gia vào một cuộc đi săn. Hiện tại chúng chỉ muốn chơi với Mankosi. Đàn con lớn hơn đang bắt đầu có mái tóc xù xì. Bơm của con được lớn hơn trong vòng 18 tháng. Nó sẽ đi săn cùng họ hàng của nó. Trong lúc đó đang cạnh tranh vì niềm tự hào của chính mình. Mặc dù nó phải đấu tranh với các em nhỏ của mình. Jabu rejoins the pride. He has missed out on the kill, but he didn't share his zebra with the rest of the pride. The này hôm trước. Một nỗ lực nửa vời trong việc giao phối, nhưng sự chú ý của anh lớn bị thu hút bởi một người xem tò mò.
với niềm kiêu hãnh đến gần con hươu cao cổ sẽ không ngồi đợi lâu. Drinking and sitting is when they are at their most vulnerable. Gabu để mắt đến nhóm của mình. Sự chiếm đoạt niềm tự hào của những con sư tử khác là phổ biến và bản chiến đấu có thể xảy ra giữa những con sư tử cái và kẻ đột nhập. Nếu việc tiếp quản thành công, con đực mới thường sẽ giết tất cả những con sư tử con còn bú của đối thủ cũ của mình. Khi mẹ cho con bú mất đàn con, mẹ sẽ động dục trong vòng vài tuần. Khoảng cách bình thường giữa các con là khoảng 2 năm. Gabu đánh dấu lãnh thổ của mình. Nhưng có thể chẳng bao lâu nữa việc truyền thêm sư tử mới vào sẽ trở nên vô ích. Gen là cần thiết để tránh những ảnh hưởng của cận huyết lâu dài. Có thể là Gabu và con Temi sẽ được đổi lấy con đực từ một khu bảo tồn khác. Điều này sẽ mở rộng dòng máu của những con sư tử trong tương lai và tránh những rủi ro di truyền mà niềm tự hào tại Pinder hiện đang phải đối mặt. Ken Ken đã tìm thấy xác hươu, nhưng xác con bập Amber chỉ còn lại rất ít. Và niềm kiêu hãnh của sư tử cái đã ăn mất. Con sư tử cái lớn cố gắng nhổ lông Kunia lơ ra khỏi răng. Ngày mai ngày kia, sẽ có một cuộc săn khác. Đàn con của Amber sẽ lớn lên mạnh mẽ. Sư tử là loài săn mồi vĩ đại nhất. Chúng tồn tại chủ yếu ở châu Phi và một vài nơi khác. Số lượng sư tử chỉ còn ít hơn 50.000 cá thể trên thế giới. Tương lai sẽ có thêm nhiều loài nằm trong khu bảo tồn được quản lý, chẳng hạn như Pinder ở vùng đất Sulu. Sư tử lần đầu tiên đi lang thang tự do kể từ đầu thế kỷ này tại Pinder. Pinder luôn đơn giản là vùng đất hoang dã của châu Phi, bị đánh giá thấp và không được sử dụng đúng mức, là tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của lục địa, tập trung nhiều loài động vật. Chỉ là khởi đầu của thời kỳ phục hưng châu Phi. Pinder rốt cuộc là từ tiếng Sulu có nghĩa là trở lại. Có lẽ đó cũng là cơ hội để con người trục lỗi, chỉ một chút. Tiếng vang cao hơn. Ồ vâng, những người yêu nhau. Lòng thương xót,